trung tâm của khuôn mặt. Do vậy, nếu có được một dáng mũi đẹp, sẽ tạo nên thần thái của chúng ta, giúp cho gương mặt trở nên thanh thoát hơn. Để sở hữu một chiếc mũi cao, thon gọn và hài hòa với khuôn mặt là mơ ước của rất nhiều người. Vậy, làm thế nào để có được một chiếc mũi đẹp và hoàn hảo như vậy? Để tạo ra được dáng mũi, thì thông thường các bác sĩ sẽ tiêm chất làm đầy, hay còn gọi là filler, vào sống mũi. Ngoài ra, có một số bạn sẽ xuất hiện những đường nhăn ở phía sống mũi khi cười. Thì với phương pháp tiêm botulinum toxin, hay anh chị còn quen gọi là tiêm botox, sẽ giúp cải thiện tình trạng này. Ngoài ra, đối với lại phương pháp này, chúng ta còn có thể làm giảm bớt tình trạng to bè của mũi khi cười. Quy trình điều trị tạo dáng mũi đẹp. Bước 1, bác sĩ khám và tư vấn mũi của bạn sẽ được điều trị với phương pháp nào, dáng mũi nào hợp với xu hướng, hài hòa với khuôn mặt của bạn. Bước 2, bôi và ủ tê vùng mũi. Bước 3, thực hiện điều trị tiêm chất làm đầy hay tiêm botulinum toxin tùy theo chỉ định. Bước 4, chườm lạnh giúp giảm sưng, đỏ sau tiêm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành liệu trình điều trị. Chúng ta sẽ thấy được hiệu quả ngay lập tức nếu như tiêm chất làm đầy. Còn đối với botulinum toxin thì hiệu quả sẽ chậm hơn một chút, khoảng 1 cho đến 2 tuần. Trong 2 tuần đầu thì bạn nên hạn chế massage và xông hơi tại vùng điều trị. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến với khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM để được tư vấn và điều trị. Hoặc bạn có thể truy cập vào fanpage của bệnh viện để biết thêm về thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.